Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Chu Quang Hào Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPost nhà lãnh đạo có thâm niên ngành bưu chính. Từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các đơn vị bưu điện, ông Chu Quang Hào từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình tại VNPost. Tổng Giám đốc Chu Quang Hào là ai? Ngày 2 tháng 1 năm 2018, ông Chu Quang Hào, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Như vậy, sau khi ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ghế Tổng Giám đốc của đơn vị đã nhanh chóng có người tiếp nhận. Được biết, ông Chu Quang Hào đã có nhiều năm làm việc trong ngành bưu chính, tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn cũng như nâng cao bản lĩnh quản lý điều hành. Cụ thể, ông từng gắn bó suốt 20 năm liên tục, không ngừng đem tới từng bước cống hiến cho sự phát triển của Bưu điện Việt Nam. Tại đơn vị, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau ở cấp cơ sở, sau đó mới tới tổng công ty như là Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của tổng công ty, thành viên SDTV Tổng Công ty. Ở cương vị Tổng Giám đốc của VNPost, ông Hào luôn đặt ra quyết tâm sẽ đem hết nhiệt huyết và năng lực của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và trên thế giới cùng tập thể đơn vị. Ông Chu Quang Hào nỗ lực đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu. Đây chính là quyết tâm mà ông Chu Quang Hào thể hiện ngay trong những ngày đầu nhậm chức Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Cụ thể, trong năm nhậm chức 2018, ông đã cùng công ty đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tổng doanh thu toàn tổng công ty đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017. Tổng lợi nhuận đạt gần 422 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2017, nộp ngân sách nhà nước dự kiến là 770 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017, tỷ suất lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Đảm bảo ổn định thu nhập và nâng cao chế độ cho người lao động so với năm 2017, cũng trong năm 2018. Uy tín và hình ảnh của Bưu điện Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế đã được nâng cao nhờ việc đăng cai và tổ chức thành công hội nghị thường niên APUEX tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp cũng hướng tới phát triển các sản phẩm dịch vụ bưu chính chất lượng cao khi đạt được thỏa thuận quan trọng với bưu chính Mỹ, Nga và Nhật Bản. Qua thời gian, VNPost tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Đơn vị này đặt ra kế hoạch mục tiêu năm 2021 với doanh thu gần 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng, nhìn nhận những khó khăn khi đưa ra đánh giá chưa khi nào thị trường bưu chính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay khi mà các doanh nghiệp chuyển phát tư nhân giảm giá bằng mọi cách, chỉ lựa chọn phục vụ giao hàng tại các thành phố lớn, trong khi đó các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển lĩnh vực chuyển phát. Logistics, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPost Chu Quang Hào nhận thấy, để hoàn thành các chỉ tiêu này, toàn tổng công ty sẽ phải thực hiện cuộc cách mạng thứ hai ngay từ những ngày đầu tháng đầu, giúp chuẩn hóa tổ chức sản xuất trong từng công đoạn để bố trí lao động hợp lý, tăng năng suất lao động, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, xây dựng nền tảng quản trị các cấp hiện đại từ tổng công ty đến các đơn vị. Ông cũng nhấn mạnh, muốn đạt được những vị thế ngày càng cao thì năm 2021 toàn tổng công ty phải lên kế hoạch để thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực: dịch vụ bưu chính, logistics, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, hành chính công. Đặc biệt về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tổng Giám đốc lưu ý các ban tại khối cơ quan tổng công ty cùng các đơn vị nhanh chóng triển khai các nội dung có liên quan tới Bưu điện Việt Nam được đề cập tại Nghị quyết 01 của Chính phủ. Trong đó đáng chú ý là các dịch vụ hành chính công, chi trả người có công với cách mạng, tài chính bưu chính, thương mại điện tử. Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2021 nỗ lực sáng tạo, đổi mới trong từng phần việc của mỗi cán bộ công nhân viên bưu điện, phải quyết tâm hơn nữa để mỗi tháng, từng đơn vị phải có tối thiểu một ý tưởng, một sáng kiến đột phá. Với những cố gắng và nỗ lực cùng kết quả đạt được trong năm 2020, Bưu điện Việt Nam VNPost sẽ bước vào chặng đường mới với quyết tâm mới, tâm thế mới, để Bưu điện Việt Nam tiếp tục bứt phá, đồng thời chuẩn bị cho quá trình cất cánh lên tầm cao mới.
Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.